kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trực tiếp thông báo khái quát tình hình kết quả nổi bật của hội nghị Trung ương 6. Trên cơ sở phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành kết luận về kinh tế xã hội năm 2022-2023. Kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, quyết nghị thông qua nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ban hành nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện một số công việc quan trọng khác liên quan đến công tác cán bộ. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ. Đến hết tháng 9 năm nay, có trên 1.100 khách hàng với 4,3 nghìn tỷ đồng dư nợ đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất. Đến nay, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt 139 tỷ đồng. Số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 12 khách hàng với mức hỗ trợ là 280 triệu đồng. Tuy vậy, nhiều hồ sơ cung cấp của khách hàng chưa đầy đủ hoặc không đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất, điều kiện khả năng phục hồi, ngành nghề kinh doanh theo quy định. Những vướng mắc của các ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được chi nhánh Ngân hàng Nhà nước giải đáp đầy đủ. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bình tuyển cây, vườn cây ăn quả đầu dòng năm 2022. Toàn tỉnh có 124 đơn đăng ký tham gia bình tuyển. Kết quả bình tuyển có 57 cây đạt tiêu chuẩn cây ăn quả đầu dòng. Trong đó, 13 cây nhãn chín sớm, 30 cây nhãn chín phụ, 8 cây nhãn chín muộn, 6 cây giống vải lai chín sớm, vải trứng. Tại hội nghị, các chủ hộ đã được trao giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây ăn quả đầu dòng. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai. Trong 9 tháng năm 2022, huyện Yên Mỹ phát sinh 28 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó đã xử lý dứt điểm 24 trường hợp, còn 4 trường hợp tại xã Tân Việt và Thanh Long. Giải tỏa được 15 trường hợp vi phạm từ trước năm 2022 ở các xã Giai Phạm, Đồng Than, Nghĩa Hiệp. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 8 trường hợp, với số tiền xử phạt trên 820 triệu đồng. Huyện Yên Mỹ chỉ đạo các xã thị trấn tập trung tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng quy định pháp luật, không xây dựng công trình trái phép, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xuất hiện các điểm vi phạm mới. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu tại 17 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên cả nước và 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn. Trong đó, tại miền Bắc có 8 doanh nghiệp đầu mối nằm trong danh sách thanh tra đợt này. Tại miền Trung có 2 doanh nghiệp, tại khu vực miền Nam gồm 7 doanh nghiệp. Đoàn sẽ thực hiện thanh tra trong thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra của đoàn là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên bàn giao một cây vàng SJC 4 số 9 trị giá khoảng 66 triệu đồng cho anh Cao Quý Minh ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, đánh rơi tại tiền sảnh ngân hàng, được anh Trịnh Đình Duệ, bảo vệ của ngân hàng, nhặt được. Trước đó, anh Minh có đến Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên thực hiện giao dịch và đánh rơi số vàng trên. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Trịnh Đình Duệ, bảo vệ ngân hàng, đã nhặt được số vàng trên lên báo cáo lãnh đạo ngân hàng để trả lại. Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo ngân hàng đã phối hợp với Công an phường Lê Lợi tìm người đánh rơi bằng cách truy xuất khách hàng tới giao dịch. Sau khi xác minh số vàng trên đúng là của anh Minh, ngân hàng đã liên hệ và trả lại. Trung tá Lương Thị Trà Vinh, 41 tuổi, là nữ sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Là một chiến sĩ của Cục An ninh Đối ngoại, Trung tá Lương Thị Trà Vinh có nhiều năm công tác tại văn phòng các vấn đề nhân đạo của Bộ Công an.
Trên cơ sở triển khai thực hiện đề án, Công an Nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo. Năm 2016, Trung tá Lương Thị Trà Vinh và một số sĩ quan khác được Bộ Công an lựa chọn tham gia các khóa huấn luyện về gìn giữ hòa bình. Dù là nữ, nhưng Trung tá Lương Thị Trà Vinh vẫn tập luyện tất cả các bài tập giống như mọi sĩ quan nam giới khác. Xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra sát hạch của Liên Hợp Quốc, Trung tá Trà Vinh được Liên Hợp Quốc gợi ý vị trí quản lý hành chính tại phái bộ UNMISS Nam Sudan. Đây là đoạn clip vừa được trường mầm non Bé Bi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa đăng tải lên mạng xã hội vì việc dạy học sinh kỹ năng ứng xử với người lạ và thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo nội dung clip, khi các em nhỏ lớp mầm 2 đang ngồi trong lớp thì có một cô giáo ngụy trang thành người lạ mang theo túi quà nhanh chóng tiến đến phía các em. Ban đầu, nhiều bạn nhỏ vẫn vô tư tươi cười nhận bánh kẹo từ người lạ nên bị bắt cóc ra khỏi lớp ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh bạn bị người bắt đi, những bé còn lại đã từ chối nhận bánh kẹo, có bé thì oà khóc vì lo sợ. Cuối tiết học, cô giáo một lần nữa chỉ dạy cho trẻ những kỹ năng ứng xử là không nhận quà bánh, không đi theo người lạ để tránh bị bắt cóc. Xem đoạn clip này, đa số phụ huynh bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho sự sáng tạo của các cô giáo. Thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cho biết hôm nay, nữ bệnh nhân 35 tuổi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện sau 3 tuần điều trị và cách ly tại bệnh viện. Hiện tại, bệnh nhân đã khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Các tổn thương da đã lành hoàn toàn. Kết quả xét nghiệm PCR đậu mùa khỉ đã âm tính. Nữ bệnh nhân đầu tiên mắc đậu mùa khỉ ở TP.HCM có nguồn lây từ nước ngoài, nơi bệnh nhân đi du lịch. Bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân sức khỏe hồi phục tốt và sinh hoạt bình thường sau khi xuất viện. Nếu đến với thủ đô Hà Nội giữa mùa thu có nắng hanh vàng, tiết trời dịu nhẹ, hương hoa sữa nồng nàn, thì bạn nên đến đâu để trải nghiệm và chụp cho mình những bức hình đẹp? Sau đây chúng tôi sẽ mách bạn một vài địa điểm. Địa điểm đầu tiên chính là con phố Phan Đình Phùng. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được con đường yên bình giữa hai hàng cây cổ thụ rợp bóng xanh, tận hưởng không khí của mùa thu Hà Nội một cách riêng biệt nhất. Cũng nằm trên con phố Phan Đình Phùng, di tích cửa Bắc thuộc Hoàng thành Thăng Long cũng là một địa điểm lý tưởng. Bốt Hàng Đậu là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn đến để chụp ảnh. Một địa điểm không thể không nhắc tới chính là khu vực Hồ Gươm. Hồ Tây cũng là một điểm không thể tuyệt vời hơn để cảm nhận về mùa thu Hà Nội. Cầu Long Biên, cổ kính và nền trời trong xanh đặc trưng của mùa thu Hà Nội sẽ là phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh. Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế. Tại Mỹ, tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều năm trở lại đây đã khiến nhiều khu vực tại California, bang có diện tích lớn thứ ba của nước Mỹ, đối mặt với tình trạng sa mạc hóa. Đối diện với tình trạng hạn hán, California đã ban hành nhiều giải pháp cấp bách. Tuy nhiên, tình trạng hạn hán vẫn diễn biến phức tạp và hiện tượng sa mạc hóa bắt đầu diễn ra tại một số vùng ở bang có diện tích lớn thứ ba của Mỹ. Nhiều vùng trồng trọt không có nước tưới bị bỏ hoang và không thể canh tác, trong khi một số nơi khác thì cây cối không thể sinh trưởng một cách bình thường. Trong khi đó, mực nước tại nhiều sông hồ ở California đã xuống mức rất thấp, ảnh hưởng không chỉ đến sản xuất mà còn đến sinh hoạt của người dân. Một tua bin gió với cánh quạt dài 108 mét của công ty Siemens Gamesa vừa qua đã lập kỷ lục về sản xuất điện gió nhiều nhất trong vòng 24 giờ. Nguyên mẫu tua bin gió ngoài khơi 14222DD của công ty Siemens Gamesa nằm ở một trung tâm thử nghiệm tại Đan Mạch đã tạo ra 359 MWh điện cho vòng 24 giờ. 1 MWh điện tương đương 1.000 kWh, có nghĩa là tua bin tạo ra lượng điện đủ để cung cấp cho một người sử dụng trong 27 năm. Mỗi tua bin sẽ đảm bảo đủ điện cho khoảng 18.000 hộ gia đình sử dụng hàng năm. Kỷ lục trên đánh dấu một bước tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển sang năng lượng tái tạo và cắt giảm nhiên liệu hóa thạch trên khắp thế giới. Cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đua xe bay đầu tiên trên thế giới mới được tổ chức tại Nam Australia. Trong cuộc đua xe bay đầu tiên trên thế giới ngang qua ruộng muối ở Nam Australia, hai phi công lái các phương tiện bay điều khiển từ xa quanh đường đua dài 1 km với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo. Những chiếc xe bay dài hơn 4,1 mét đạt tốc độ khoảng 100 km trên một giờ và hoàn thành vòng đua trong vòng chưa đầy 40 giây. Hai chiếc xe bay cất hạ cánh thẳng đứng bao gồm 4 rotor và hoạt động hoàn toàn bằng điện. Hiện tại cuộc đua được điều khiển từ xa, tuy nhiên các nhà tổ chức hy vọng có thể triển khai bay có người lái vào năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.